cho chị đó. Cái sau nó nghe nó kêu một lần nữa, em nói chú ơi mấy chục năm nay em mới nghe nó kêu lại đó, cũng y chang vậy, cũng chả nào tới tao, chả mau cho rồi, chả lẹ cho mau, mà nó cứ ba cái câu nói đó rồi, rồi thúc nó chả lẹ cho mau. Còn một con chim nữa. Con chim gì nữa? Chim nữa. Chim mình manh. Chim. Con chim anh, nếu mà nói về sự tích mà con chim anh manh là coi như là quay hết pin điện thoại đi chưa hết nữa nha. Chim gì đó Hồng? Con chim. Cái gì có tin ngồi đây. Dạ anh xin chào cô chú anh chị nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi con mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em cũng chúc cô chú anh chị vui vẻ và hạnh phúc. Dạ anh xin hết. Sáng mình đi chợ mình mua được mớ cá bóng cát nè, một chút mình kho tiêu, mình chấm vỏ sống mình ăn. Mua được mớ tép bạc non một chút á, mình xào chung với củ măng. Mình mua được củ măng bự nè, về mà ăn rau sống, có nãy chuối một chút mình lau xét. Giờ xong rồi mình mời cả nhà vào bếp chung với mình nhân nha. Thôi chị, nhà chị em ở đây làm nha, anh đi ra ngoài xuống giống hôm qua. Bộ dạ. Rồi anh cần lưỡi luôn. Dạ. Rồi em đi. Ở đây làm. Hết nhiệm vụ trong bếp rồi. Giao cho bạn, giao cho ba chị em. Rồi bếp đi làm gì nè? Em quay bên ngắm công chuyện này. Có đặt cái áo nè. Lau đặt rồi hả? Ờ. Chặt quá coi vô. Chặt măng lột ra. Dạ, dễ dàng. Ta cứ cái ngọt sớm ha. Dạ. Người ta làm quay ăn á chị, còn mình lâu lâu mình mới làm lần. Đó. Củ măng này non dữ ha. Xèo luôn. Non. Rột rột luôn. Non cỡ 80 không? Ăn non. Đó. Mình chặt về cái mình lột ra dễ ha. Cỡ 80 u 50 được rồi, cái này 50 được rồi. U cỡ gì sao? Cỡ 18 được rồi. Không mà cũng được, không định. Măng này măng gì sao biết không sao? À, măng tre mình tông con. Mình tông. Mình tông là cái gốc nó bự vậy. Okay, mình trong là tre bự á, tre đó người ta làm cột nhà rồi đó chứ không có. Đây, đây thăm chú Tám, chú Tám làm gì ngoài này? Qua. Hôm qua mốt cái mình căng vàng cho nó xuống sông luôn ha. Mày mốt cái có trái mình xuống sông mình hái. Canh nước gầm mình xuống hái ha. Thì chiều cái nước cứ kheo cho nó xuống xuống lên gãi đã. Gãi tụt quần. Mốt chú Tám làm cái gạo chú Tám. Đứng đây chú Tám xúc đây chú Tám tưới luôn. Mà sợ đấy. Cái gạo mình tưới nó gãy cây, cây non. Nên không biết đó là cho nó lớn lớn lên vàng á. Tạo gạo được. Còn nhỏ thì mình tưới cùng đất sen. Kiếm cái non cối đi. Cuột vô. Cái thao nhôm cũng được coi. Dạ. Cái thao nhôm nhỏ nhỏ. Phải có cái nón bảo hiểm mình là vàng vàng á, thứ nón công nhân đó. Thì nón cối á. Ừ, nón cối á. Thấy người ta làm đó.
Đã thử chú Tám căn dặn rồi ha. Vâng, được. Anh chồng người đi đám tưới. Bữa nay thì cái máy chòi đã lên được toàn tay rồi. Chú Tám bởi ốp cá về mình cơm. Sáu nó sắc cũng măng. Ủa, một măng chứ không phải củ măng hả? Vậy chắc mẹ nó lộn rồi ha. Nó một măng, mẹ nói lộn mà nó cũng măng rồi, sữa nó một măng liền. Vậy nó một xèo luôn cái này chị Nam. Dạ. Mình sắc cái vậy, cái mình sắc sợi lại. Măng là tầm mét là ngọt lắm. Ngon. Măng này cái là mình ta chặt cái mình nấu liền. Mày sao biết không, mình luộc mình chấm nước tương cũng ngon lắm. Dạ. Vậy là khúc này là non. Còn miếng mấy dục đây là già. Dạ, già hả? Cũng 50 rồi. Ù đâu biết ù mấy mươi luôn rồi. Nên mình xắt mỏng mỏng rồi vậy nè. Mình xào nó bắt. Măng này chút mình kho. Đây là đậu hành với củ hành. Mình ốp đậu hành củ hành không có tỏi. Đường, ai vậy ngon, tiêu, chút xíu muối. Chờ giờ hết luôn. Đúng rồi, đào bán đi nha. Giờ mình trộn cho đều xong, cái mình cho miếng nước màu vô. Giờ miếng nước màu vô. Cho thêm miếng nước mắm nữa. Mình chấm hai muỗng nước mắm là được rồi. Giờ mình trộn cho đều, mình để đen chút mình kho. Non non là nghe sạc sạc ha em á. Làm như cái giờ của nó đi á, bữa nào em thấy giờ này nó cũng đi qua đó. Chồng không tưới ha. Tới đây là một miếng, lên một cái rồi. Chị lên cái ăn mệt mình luôn. À, má luôn á. Này dụ chú Tám chơi chứ kêu chú Tám tưới đây trước, hồi chú Tám đi vô cho nhẹp nhẹp trò chơi. Rồi sau khi chú Tám đã trồng xong khổ qua, tưới. Tưới thì nó thấm phần bò nở ra, thấm mát giống lên. Cũng tưới ba cái đầu đũa luôn, đầu bắp. Ở đây mẹ đang bắt một chảo nước để luộc măng. Luộc măng sơ qua. Ê, bữa nó có lò bên kia rồi. Tận kia mốt đứng rồi, đừng than mỏi giò nha. Nó ghế ngồi. Vậy mà có trò mới mình làm rồi. Bỏ hồng giống thôi, làm cái chân. Cái này là mình chuẩn bị cho tốt quá à, chú ta. Để nước sâu rồi. Mình cho cái muối vào đó mình luộc măng. Măng mình luộc trước nó không có đắng.
mình đổ mặn vô. Cô vừa cái măng gì màu vàng mẹ? Mình luộc hở vàng. À luộc hở nó màu vàng. Luộc hở nó vàng. Độc. Đó cái cày ở chỗ này nó có dính đậu đâu mà chịu. Cái đồng thai chưa rõ hả? mấy bữa trời mưa cầu cho nắng không mà nắng quá nắng ha. Thấy nhỏ chứ nó rộng lắm á chú Tâm. Tại lưới đồ bự á. Chú Tám nay căng đỡ đỡ thì có gì chỗ nào dùng con mua dây cút thêm con rút thêm. Bữa mối trường dịch á. Chắc con bỏ quên đi xong rồi. Nó trôi. Lưới này cái lỗ nó bự lắm. Lưới dòng gãy mà vô mát này chú Tám cho nó ăn gì nó nằm ở dưới bên đây luôn á chú Tám, bên kia cột mấy bên đây luôn nè, à bên đây qua tên kia luôn á, là nó rộng á, mình phủ lên luôn á, phủ chia A luôn á, coi vừa xuống bên Tám đúng không vô. Để coi cho mấy đứa cái đồng tay lại đi. Rồi đứng ăn con. Dạ con. Tới cái đầu. Thì mình đổ ra. Mình đổ ra cái mình rửa sơ nước lại cái mình xào. Măng luộc cho ngon quá chị ha. Mình cứ xơ nước đậm như vậy nè, nó nhả cái nước đắng hết trơn luôn. Mình vớt lên dưới ráo cái mình xào. Một mươi chà bá nữa còn nhiều. Rồi bắt chảo lên cho mình cho dầu vô. Chảo nóng cho miếng dầu.
với củ hành vậy luôn. Tép nó cũng sang rồi mình nêm luôn, đường bột ngọt ai gì ngon chút xíu muối cho vô hết luôn, chậm cho đều. Giờ mình cho măng vô luôn. Đây măng chỉ 50 chục xong, chỉ để vô ráo nước rồi mình cho vô hết luôn. Rồi mình xào lên cho đều. Mình cho xíu nước vô. Giờ măng nãy giờ mình xào cũng chín rồi, mình cho hành vô nhắc xuống luôn. Hôm nay chị biết sức cơm luôn. Em sức cơm luôn hả chị? Ngon lành nè. Rồi, ngon lành, nhắc xuống. Rồi, xong vàng hả chú Tâm? Còn hẳn. Cháu cần vợ chị vợ này chưa đâu. Cái này nó đứt cái mình nói lại ha. Chú Tám lấy cái tép tấm vịt gì dưới cuộc này cho nó dính hết đi. Vịt xuống nó thẳng rồi. Cái này gì nào lớn là tự động nó bắt vô à. Mình hớt bột. Mình kho sắt xuống cái mình cho miếng mỡ vô nữa là xong. Này kho lâu lâu với nó cứng ngon. À, cho cứng luôn con. Sắc bớt nước ha. Dạ. Nước rồi, mình cho tép mỡ luôn. Cá mình kho tép mỡ. Hết một chén tép mỡ luôn. Béo. Béo, cho hết luôn. Cá sắc rồi, mình cho hành vô. Mình nhắc xuống mình bỏ tiêu. À, cơm cá cũng đã chín. Thôi em xin cũng xin mời cô chú anh chị dùng cơm với gia đình em nha. Dạ, bữa nay được cũng mới em ăn xào tép hả? Dạ. Còn ngon. Chưa làm với con. Ăn xào tép hả? Ngọt. Dạ, mời đi. Mời quý bà bác dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mình cũng mời cả nhà dùng cơm gia đình luôn nha. Cả nhà dùng cơm với mình luôn nha. Con mời ông bà ông chú cùng với con mời cái nhà cùng với con. Rồi. Dạ, dạ, dạ. Món ngon quên mời bà. Rồi, bà Tám cũng mời caramel cơm chú Tám nha con. Dạ. Mời ăn tiêu, chị bỏ cho miếng tiêu. Ăn tiêu không? Dạ, được rồi chứ. Rồi, rồi, dạ. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm. Cá luôn. Cá. Giỡn tới hay con? Nhà cách bỏng đi. Giờ mình ăn thử miếng măng hay là mình múc đi. Để chọt đũa, chọt đũa này. Gấp ít thôi. Thấy nó không hay vậy. Với mình gấp đũa ít nè đó. Cái muỗng mình là vừa chén cái là mình ăn thành miếng cơm luôn. Ăn ngọt ngon quá. Cơm còn tát nữa. Quá. Trước mày mà được măng quý lắm, vì tháng này tháng nó lên măng hết rồi. Dạ. Mưa. Dạ, được măng ăn là quý. Ngọt. Chị Năm cho măng ngon á, vừa ăn. Chị Năm, chị Năm là chị Tám. Dạ hả? Chị Tám thảo không. Không, chị Năm luộc. Năm luộc. Chính đạo chị luộc. Dạ dạ. Không có, không có miếng mà đắng luôn ha. Không có đắng, đúng rồi. Không có đắng anh ha. Ừ. Ừ. Đi luộc thím xào, giòn, hấp dẫn quá. Lâu lâu ăn măng với tép đó, xào. Nhà ăn rau sống á. Măng. Măng chắc như nhỏ mình đổ mình xào được không? Được. Nó bốn con rồi nè. Nó cũng giống như là cái gói bánh dừa hả? Bánh dừa, dạ. Mình ta đổ hủ dừa chứ đâu ai đổ măng. Ngon. Ăn rau sống như... xà lách cái thơm mùi làm như muốn ăn bánh xèo nữa. Muốn sữa không? Dạ. Nên muốn mang bánh xèo là bà Tám làm bánh xèo nữa đó. Thật á, ăn miếng dầu thơm với xà lách vô có thơm mùi giống như mình ăn đăng bánh xèo.
mình cho tép mỡ luôn anh, một chén tép mỡ luôn. Dầm miếng cá nó béo cay cay. Nãy mà không chắc nước cơm. Quên hết. Có mang cà rét rồi. Quên chắc nước cơm giám đốc. Lòng miệng mình cần nữa. Có mang rét rồi. Rét mọt quá. Rét đầu rồng. Ngon. Ăn riết rồi. Làm giòn. Ăn riết không có thành rồng không nữa. Ngày nào cũng đầu rồng. Thành rồng có thành điện bay vậy. Ngon quá. Giòn ngọt hả chị Năm ha? Giòn quá trời luôn. Thành rồng thì cũng có thành ha, mà đừng bao nhiêu là bao nhiêu gì năm được trước nha. Có gì Năm giờ đi đâu rồi sao? Năm làm rồi. Con đi giữa bà già 96 tuổi. Dạ. Có hai người à, bà già với đó Năm à. 96 tuổi nó không có người nhà, nhà nước ngoài hết rồi. Nó cùng cần sáng 8 đi chợ, ngày nào cũng gặp chị Năm đi chợ. Bữa hổm em tính giữ rồi đó. Cái giữ dặn giữ mãi là ông ngoại luôn, không có được về nhà. Không ai nấu cơm cho chị quá, tại mình còn con nhỏ nhà. Cái con lớn luôn, nó còn nhỏ, nấu cơm cho nó. Nấu cơm. Mới giới thiệu trái không ở với mình, giới thiệu con nhỏ. Lúc trước ở mình nè, nhưng mà giờ con nó lớn nó đi làm nè. Về đây nó đi làm đó. Còn nước thì đồ đặc nha. Sáu theo sáu thứ sáu con trai tên là Triệu, 6 triệu. 6 triệu không? Mỗi lần á thì còn bốn á thì nó là 16 triệu. Cái tới kêu cho tới chừng bốn nó mất rồi. Cần có. Cái bạn muốn hai tới luôn anh. Cái bác Tư bà nói rằng, thôi mẹ, bây giờ mày còn có 6 triệu à. Thấy 16 triệu cũng đỡ, còn có 6 triệu thôi, không làm gì ăn được. Ngọc Tư nói vậy á, Tám hiểu chưa, tạng thầm thứ 6 á. Triệu, tinh triệu là 6 triệu. Ừ, lúc cha nó còn sống, cha nó thứ 10. 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu 6. 10 triệu 6. 16 triệu. 10 triệu 6 nó 16 triệu. 10 triệu 6, 16 triệu, 10 triệu 6. Hàng cái nữa. Đó, mình nghĩ hả? Nước cơm xong rồi. Ừ. Ủa. Ủa, hôm nay em nói chuyện con. Con không biết nói gì. Con nói gì hết. Ăn măng này nè, Tám nhớ hồi nhỏ á, bà nội em có bụi tre. Bụi tre này nè, bụi tre gì quên nữa. Tre bánh tông. À, tre bánh tông. Cái là muốn đi bán á, sáng ngày thức dậy mình sắn nó rồi mình mới đi chợ bán, ta mới mua. Ờ, đằng bà chứ còn cái có bụi tre sắp lâu. Trời sắp lại quần sau hè bụi nữa. Nhảy măng ở sau hè, đúng rồi, sau hè cái đường đi xuống Đồng Hoa. Nên đằng bà nội chị Năm. Bên kia còn suối chị, lâu rồi thế mà giờ không còn. Măng nhiều lắm này mời, tới mùa ra măng hết luôn. Ừ. Mình Mạnh Tông. Nhắc măng Mạnh Tông nhớ bà nội. Trước à, trước bụi sau hè bụi. Rồi tiếp tục cái câu chuyện bụi măng tre sau nhà bà nội. Đó. Quên mất rồi bạn. Sao ngộ lắm, à, sao nói vậy đâu, nói mà hãy ngừng cái sao này nổi mắt rồi sao mất đi bụi tre hết rồi không nhớ. Bây giờ còn nhưng mà thưa nó còn ăn sao không sao, chứ còn phá rồi. Chứ phá lộ lắm. Dạ. Ừ, chắc vậy có chứ. Còn sao rồi giận hiếu nó cũng không ở nữa anh Tám. Cho nên là còn ít cây à. Ờ vậy là cái bụi tre đằng sau nhà dì Hái hả? Bụi tre đó còn mà. Còn nhưng mà ít. Ít cây. Còn trước đó, trời ơi. Trước nhiều lắm luôn á, tới mùa măng là ngày nào em cũng có đi chợ bán măng. Bán măng cho bà nội. Có gì có được tiền cho nội không? Yêu chứ. Em bán á, phần nào của em là của em. Như là em hái rau má, rau muống, đồ đồng rau không ạ. Em đi bán. Rồi măng là mà bán ké giùm cho bà nội. Rồi cái ở với bà nội á. Nó kêu mua... mua thịt ba rọi á, về kho củ cải đồ ăn mà
mà nhớ có mỡ chứ nghe, đừng mua nạc không, nạc không nội không được là ăn nạc không, nội ăn mỡ vậy đó quý vị. Rồi giờ nhà đặng đóng cửa. Đóng cửa. Mày ở chưa? Ở đây. Nhà của anh nội ở đó. Lần còn năm ở đó, còn năm năm ở. Về ngoại chưa chú ơi? Dạ. Về đóng cửa hả? Còn năm mất rồi, còn năm đi theo mà Hiếu về ngoại luôn. Về ngoại luôn. Vậy là một câu chuyện từ nãy tới giờ là cái nhà đằng đó đó là cái nhà của vườn hai đang cắt nhà của mình đây nè. Đúng rồi đó. Còn năm có mình cô Hiếu à? Có mình Hiếu à? Nè, cái đứa trai vẫn ở đó nó thờ nội à. Vì năm bếp mẹ mới cơm mà. Lúc trước thì nó không có đắng luôn. Nha. Bữa nay thôi được chim kêu vậy đó. Kêu bé Vi á. Lâu quá không nghe chim đòi nợ kêu, chim đòi nợ kêu ngay. À, em nói hả, không ai tin, em nói ở dưới mé sông á. Mỗi lần ở nhà chị Tư em á, em xuống dưới giữ, mà nhỏ em giữ cháu mà. Em đi giữ rồi, mặt nó dưới á. Không có cầm. Mà có mé sông thì chị mà sông bự nha, sông Cầu Quan á, chứ mà sông này. Cái nó kêu sao ta? Trả nợ tiếp đâu. Ờ, trả mau cho rồi. Trả lẹ cho mau, cứ quay lại trả nợ tiếp tao. Trả mau cho rồi, nó cứ kêu như vậy mà. Trả lẹ cho mau à. Mà em hỏi bà hai á, bà hai nói chim đòi nợ á. Giờ lâu quá không nghe kêu nữa. Tại vì mình đâu có đi xuống dưới đó đâu. Ừ. Dưới mới xong á. Dù vậy chị Nam ơi, không có mắc đâu. Mình hết nợ rồi, đi chỗ bạc nó đòi chuyện. Trả rồi hả? Ờ, trả. Với lại tại vì mình không có đi về hướng đó nữa. Nó không có kêu. Mình ở đây đâu có xong đâu kêu. Có hả? Còn. Vậy là bữa nay là có một cái câu chuyện rất là hay. Hả mẹ? Bữa nay có một câu chuyện rất là hay. Con chim đòi nợ 16 triệu. Nó ra giá luôn 16 triệu luôn. Chú Tám nói trả rồi, bây giờ nó đi rồi. Em hỏi bà hai á, là bây giờ chồng chị Tư á, nói con chim kêu gì ngộ ngộ, con nghe ngộ quá. Kêu thiệt là rõ luôn vậy đó. Không, cái tiếng tiếng chim nó hót á, rồi mình nghe giống y chang như cái lời mình nói vậy đó, chứ không phải là nó nữa. Không phải nó nói chuyện nghe nha. Không phải là đòi nợ. Nó kêu vậy đó. Tại mình đặt cái mình dịch ra vậy á. Nó lỡ tiếng đòi nợ vậy đó, mình đặt vậy luôn. Tại mình cũng như nợ á, mình tưởng tượng nó đòi nợ. Lúc đó còn nhỏ đâu biết gì đâu nợ. Lúc còn nhỏ nó hớt là lạnh lót lắm kìa. Hay lắm. Lúc đó mình cỡ 10 tuổi rồi. Mà nó kêu nghe hay lắm. Cái sau này nè, em đi chầm lá và chị Ba Thu mà chị chở củi lại bán cho chị đó. Cái sau nó nghe nó kêu một lần nữa. Em nói chú ơi, mấy chục năm nay em mới nghe nó kêu lại đó. Cũng y chang vậy, cũng trả nợ tới tao, trả mau cho rồi, trả lẹ cho mau, mà nó cứ ba cái câu nói đâu rồi mà rồi thúc nó trả lẹ cho mau. Nó đòi mà đòi thúc. Nếu mình có điều thiếu tiền mình trả lẹ lẹ. Còn như ai mà thiếu tiền phải lo trả. Thiếu tiền phải lo trả. Ngồi chắc chặt luôn. Ở 30 Tết rồi nghe kêu vậy. Bà đồ không đạt trả nữa, để một nó kêu. Một ở nhà nó kêu. Không, bạn chim nó hen mình nghe. Mình người ta còn nhiều người, người ta mướn râu đen nữa còn chim không. Trả lẹ cho mau. Đòi đòi thúc nữa hả? À, không phải mình nói em nói đâu, chị Năm bán nghe chị cũng biết đó. Có. Nó kêu thiệt vậy luôn á. Nhỏ anh cũng có nghe. Mà dưới mấy sông á, cái sông nó giống như sông Cầu Quan chạy dài vô hơn 8. Mắc cười không dám ăn gạo vô là sạch. Cười không thiệt á. Ông cười chả mau cho rồi chả lẹ không mau. Lắp mở nè. Cười kìa. Là chưa nghe dính đầu nợ nghe kể phái cười rồi thấy nào thắc mắc bà sáu à, có thiệt bà sáu nha. Bởi vì không biết đâu. Ừ. Bởi vì bữa cá với bà nội cha đi, bà nội bữa nay về đó là thiếu bà nội 500 mới mốt lời đòi á. Mới đó rồi con chặt mãi hơn chứ con. Đậu nghe nhà mình nghe nói đâu đó đàng hoàng, nó đậu nghe nhà mình mới ghê nữa. Nó kêu chừng 2-3 lần là bay đi rồi. Mình muốn cho nó ở lại kêu cho mình nghe nữa mà nó đâu có đâu, nó bay rồi, nó kêu vài tiếng lại cái đi rồi. Nhưng mà một hồi nó quay trở lại.
lãnh lót nghe hay lắm. Kêu thử rồi chả không chả là biết cái nó đi nha. Dạ tiếng rồi. Chả chả đá. Trước từ đó giờ là con nghe con chim nó kêu rất là nhiều lần nhưng mà con chưa thấy được cái con chim nó như thế nào luôn. Không biết nó bự hay nó nhỏ. Con có nghe con chim này chưa? Nghe rồi, hồi đó trên nhà ngoại con nghe hoài vậy. Nhỏ chứ không có lớn. Nó nhỏ chứ phải như con bìm bịp rồi nha. Bìm bịp mấy con nói nó bự nha, con chim này nhỏ. Còn một con chim nữa. Con chim gì nữa? Chim nữa. Chim mình manh. Chim con chim anh, nếu mà nói về sự tích mà con chim anh manh là coi như là quay hết pin điện thoại chưa hết nữa nha. Chim gì đó hồng con không chim cái chim có tên ngồi đấy con chim đa đa nghe mắc cười đó mang rồi sao cười khóc luôn trời ơi là trời nó mắc quá chứ bộ nó mắc cười lắm lúc đó mang rồi sống nữa cái năm mươi tháng phố có dục chim nó lắm dưới đây cái ông mười ông đi làm đó ở nhà hay trăm tiền có có tên rồi đấy có tên rồi đấy chút xíu mượn điện về nói anh gửi tiền về cho xe Phước Lan rồi đó chút xíu là xe Phước Lan về em có tiền mà má nó con chim được kêu hay thiệt nhưng mà nó cứ có tên rồi đấy có tên đấy là chút xíu mười điện về nó lên đó là mai em nói luôn á nghe em nói hai mặt lần ở nhà ngắm chim đó anh nói ngày dòm chim không ngắm chim rồi nè không nói ngắm chim cái gì đó đưa tin đưa tin anh thiệt tình luôn á có nó cười nó bắt con thiệt tình chú ơi có tên rồi đấy có tên bây giờ con chim á thì vẫn còn kêu nhưng mà con chim đòi nợ thì không nghe kêu nữa. Chú này chú cũng không bịa rồi nè. Không, tám mới mua ngoài chợ về luôn. À không, chú cũng không bịa. À chú cũng bịa, chú cam rồi nè. Là nhà giàu tao mua cũng bịa chứ nhà mình. Phải. Con thấy bị lặt cái cố ngang nào biết cũng bịa nè. À nó rụng. Ê cũng bịa lộn chú ra trước phải không? Người ta mấy người mà ta thờ địa đó là ta là phải lột cái chuối ra mới mời ổng ổng mới ăn nghe má nói vậy đó nếu mà mình không lột ra ổng nói là nhờ chứ mình cứ ông bà mới lột cái chuối ra hả ừ cũng bị mới lột cơm xong mình tráng miệng chuối đi năm ơi làm giòn chuối đi rồi con mời bà chú không bà giờ không giòn nha chuối chả cho ông ở chung như cho ông hết rồi giờ ông ăn đó đi trong cách ra đó đi mời không mời cái đâu men ăn chuối nè mời cái nhà ăn chuối là quên này mùi nè chị này thơm bởi vậy mùi cho nên chị đi xách từ chợ về nó gãy á tôi mỏng á đậm mỏng đó bữa nay chín nè chị nó chín về vừa ăn nè. Bữa cơm vui vẻ của gia đình nhỏ em đến đây cũng đã kết thúc. Thôi thì em cũng xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye bye. Chú hẹn bạn chú mình sau nhà nhỏ. Rồi xin bye bye cô chú anh chị.